Các đối tượng đều trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Lực lượng chức năng đã thu giữ 148 viên hồng phiến và nhiều loại ma túy khác, cùng vũ khí nóng gồm một quả lựu đạn, 6 khẩu súng tự chế, 13 thanh dao kiếm các loại. Quá trình bắt giữ, các đối tượng đã dùng vũ khí chống trả quyết liệt, nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ thành công, an toàn.